Thằng này nhìn thoải mái thế nhỉ? Bình tĩnh. U, đưa tao miếng này. Ngon các bác ạ, cả quả. Nó chua. Được quá. Nghe. Nga mất lần gì. Hai đứa chúng mày ăn hết chưa? Có làm tiếp không? Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay đi ra ngoài ruộng chơi thì vô tình thấy cây nhót to, chín nhiều. Con này nó ăn xong rồi đấy, nó vừa chọc chọc. Bác đã xem, các bác đã xem cái video đấy chưa? Của cái cây nhót này này. Thì hôm nay chúng tôi ra suối này là mục đích là để nghịch một thứ như này các bác ạ. Để tôi ra kia đấy nhá. Sao đấy? Hả? Không lên được. Ăn cho lắm vào xong rồi đít thì nặng ra không lên được. Mày. Cú đi. Chúng mày không ăn nhót nữa à? Không. Thế cái này mang về nhà? Vâng. Cất cái muối cẩn thận vào nhá. Đi lên trên à? Ở trên kia có chỗ đẹp không nhỉ? Hay ở đây nhỉ? Ở đây. Ở đây thôi nhỉ? Và chép cuối là các bác. Xin chào lại các bác. Bình thường các bác hay dùng mạng internet để làm gì? Giải trí. Rồi thì học những cái này cái kia. Hoặc là mình tìm hiểu một thứ gì mới. Bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi làm YouTube nhưng mà tôi cũng luôn thường xuyên tìm hiểu những cái món mới, video mới, hoặc là đơn giản những kỹ thuật mới từ các bạn ở trong nước cũng như là ở nước ngoài để mình ứng dụng vào công việc của mình, dù mình có phải là thay đổi biến thể đấy một tí. Thì trước tôi với thằng Tùng này, hai chú cháu, hôm đấy là 5 thằng nhỉ? Vâng. Đi nướng trứng các bác ạ. Nhưng mà nó bị cháy. Thì tôi bảo Tiến Tùng là hôm trước tôi có xem trên video trên mạng ấy. Nó có một anh bạn người nước ngoài, anh bạn ấy làm kiểu nó hay lắm. Tôi cũng chưa thấy bao giờ nên hôm nay tôi bảo là mang mấy quả trứng này ra. Đây này, trứng này các bác này. Mang mấy quả trứng này ra suối cho ba chú cháu thử làm cái kiểu của anh bạn đấy. Thì cái này tôi cũng không phải là tôi nghĩ đâu các bác, tôi xem video của người ta xong rồi tôi nhìn thấy tôi nhớ thôi. Để mình thử nghiệm xem là mình nướng trứng nó có đạt chuẩn không nha các bác nha. Thì bây giờ đợi một tí nghỉ ngơi tẹo xong các cháu đi lấy củi. Xong mình về bắt đầu mình thử nghiệm cái món trứng này nhá. Nhìn nó ngon đấy. Có 6 quả, mỗi chú cháu mỗi người 3 quả, 2 quả hả? Thế này mới ngon, mới ngọt. Túng này, túng này bỏ quả trứng vào kia đi, túm vào đi. Đây. Ơi. Đây mút mấy ngọt. Thằng Tiến nó vẫn còn đang ăn nhót kìa các bác kìa. Thằng Hâm kìa. Ăn ít thôi trông nó ghê răng đấy. Mày ở nhà mày ăn nhiều rồi bây giờ mày còn ra mày ăn tiếp nữa thì. Đi tìm củi đi, hay là mình nướng ở góc kia cho nó đỡ nắng. Chúng mày kia ồn lắm, nướng ở đây thôi, chỗ này có nó có cát rồi. Chờ bọn trẻ con đi lấy củi các bác nha. Nó sang góc kia nó lấy củi. Thì đầu tiên là tôi nói đi nói lại đấy, các bác đi ra sông đi suối mà nướng hay là nấu bếp cái thứ cạnh chất lửa cạnh ở bãi hoang như này phải chú ý là có những cái đám cát kia là tốt nhất kìa, nó không bị nguy hiểm. Chứ còn nếu mình nướng ở những chỗ có gạch có sỏi này ấy, là nướng cẩn thận nóng, lửa đốt lên là nó nổ các bác ạ. Đây này. Đấy, những cái chỗ mà nó có sỏi này ấy, thì những cái hòn này đến lúc mà các bác đốt lửa nóng nó nổ bùm bùm luôn đấy. Nếu mà các bác muốn không có cát thì các bác phải chỗ này mình bới ra, bới sạch hết ra để nó lộ cái lớp đất ra được thì mình mới dám đun, chứ không có thì ngồi cạnh đúng lửa nó như kiểu ngồi cạnh bom luôn. Giờ chú chóng tôi đốt chỗ kia nhá. Hoặc là cái chỗ này cũng được, này có cát. Hả? Lấy củi to to một tí đi. Lấy cái bé thế. Đấy, chỗ đấy chuẩn rồi đấy. Chỉ cái đốt ở đấy có cát thì nó không nổ được. Để đấy, tí chú đốt cho, chú chất cho. À mà thôi, cho thằng Tiến chất đi, tí nữa tao làm đại ca, tao nướng thôi. Tao làm đệ tử, tao không chỉ cho mày canh nướng. Nó bảo tôi làm đệ tử nó, buồn láo. Đây đây, mang về đi. Bác thấy đẹp không? Đẹp ác nhỉ ở đây. Bác nào có muốn đi ra ngoài này chơi không? Ra đây với bọn tôi. Góp trứng và nướng ăn với nhau. Mày này, mày quên là tao đang cầm que à? Hả? Hả? Mày có thích không? Hả? Tao đang cầm que mà mày dám dọa tao đi. Còn chưa, tao vụt chết rồi. Bay. Nhanh.
Láo với đại ca. Quyền mình. Mình đang cầm que mà thằng này dám ho hoe. Mang về đây đốt từ đấy nhiều nhiều đấy. Đấy, nướng tận trên kia các bác kìa, có cái gậy. Tôi đang cầm cái gậy dài này mà tôi đang cầm cái ảnh nó không nhìn thấy. Nó oai. Rút ra vụt luôn. Dám láo với đại ca. Các bác nhìn thấy đẹp không? Chỗ này đẹp đấy. Thì nó nướng ở đây nhá. À đằng kia. Tung à. Cẩn thận đè vào máy ảnh đấy. Rơi đấy. Nhiều nhiều củi đấy các bác ạ. Đốt lửa nhá. Cái này mình phải đốt cho nó cháy to to một lúc. Xong bắt đầu mình mới nghịch được. Củi để cháy áp. Củi khô mà. Vô khói thế. Cháy rồi á? Cháy rồi. Lửa cháy rồi đấy các bác ạ. Cứ để nó cháy nhá. Hôm nay ta phải đuổi lửa cháy lâu lâu ấy. Thì còn bây giờ chuẩn bị ra lấy trứng ra nghịch. Ra đây chúng mày ra đây tao chỉ. Xong thằng nào tự làm thằng đấy. Đây trứng đây, mỗi thằng 2 quả. Để tôi thử giải thích với các bác nha. Mỗi lần ta nướng trứng ấy, là như hôm trước mình nướng mình cứ để vào lửa tùng nhè. Nó cháy hết vỏ mà bên trong nó chưa chín được hoàn toàn. Thì nhiều anh em bảo là ở các cái khu du lịch này nọ, hay người ta bán dọc đường, người ta luộc lên xong bắt đầu người ta mới nướng lên một tí. Thì không biết thông tin đấy có thật không, thì các bác biết thì các bác thử comment ở dưới cái link của video rồi nhá. Thế còn hôm nay là bọn tôi làm một kiểu như này. Tức là tôi có xem một anh bạn người nước ngoài ấy, ở cái kênh video của nước ngoài ấy, người ta nướng là người ta không phải để quả trứng như này, mà người ta dùng một con dao như này, xong người ta khoét một cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh này, xong bắt đầu người ta lắc lên xong người ta khoét. Tức là bây giờ mình phải lắc thế này cho cái lòng đỏ với lại cái lòng trắng nó trộn vào với nhau đã. Xong tí người ta lấy con dao người ta khoét một lỗ trên này, xong rồi người ta cho muối hạt tiêu thứ vào, xong người ta mang đặt cạnh trong cái đống giò là chốc là nó chín. Thì hôm nay mình thử kiểu đấy các bác nhá. Tiến là ra lắc cái của nào thì tự lắc ấy. Tung mỗi thằng 2 quả. Thì không mất xong hẳn kheo. Nhìn thằng Tùng lắc ngứa tay chứ kìa, bác cứ nhìn này. Nhìn này. Mạnh lên. Thế này á? Đấy, phải lắc thế này. Đấy, nghe bao giờ nghe nó kêu cò cò được. Dạ, nó cứ ăn pop 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 pop. Ờ, thì nó kêu pop pop là nó vỡ rồi đấy. Nó vỡ cái bên trong. Có vẫn vỡ thì răng là chả. Phải lắc nhiều kiểu vào, lắc thế này, lắc lên, lắc xuống, xong rồi lắc ngang, lắc dọc. Xong lắc lên, lắc xuống. Ăn luôn đây Tiến. Nuốt luôn đi. Mỏng to. Vẫn cứ lắc các bác nhá. Tình hình này lắc nó lâu lâu một tí đấy. Xong rồi tí nữa tôi chọc cho bọn trẻ con, chắc bọn nó chọc một phát thì vỡ ngay quả trứng. Thao người kia sắp cháy to to, cứ để nó cháy đi. Có cháy to lên. Cháy to nó phải cháy hết cái chỗ đấy mình mới dùng. Giờ khả ní bên ăn pop. Được rồi đấy, để tao đi chọc một quả ra đó nha. Mười mười à. Đứng thằng nào giẫm vào đây đấy, vỡ đấy. Để tôi quay máy ảnh ở đây các bác nha. Đây nha, tôi đặt máy quay chính xác vào cái vị trí này rồi các bác nha. Tôi đặt hòn đá vào, quả trứng vào hòn đá này cho nó đứng cân bằng. Xong tôi lấy một con dao như này. Tôi thử khậy một cái nắp nhỏ trên này thôi. Khoan một cái lỗ nhỏ như này, không biết có khoan được không? Thôi, từ từ. Cẩn thận không có vỡ đấy. Rồi, này thì không vỡ nữa. Nhưng mà hôm trước tôi thấy cái video kia là nó đập một phát ra cơ. Nó đập nhẹ nhẹ đầu này. Thử nha. Đấy, chọc chọc này này. Để có đầu con dao các bác ạ. Mình cứ chọc chọc một tí. Dùi nồi té lò.
Lô to lên này. Không, phải to hơn một tí nữa. Ê. Cho nét gần một tí các bác nha. Đây các bác nhìn đây này, tôi chọc nhẹ nhẹ là nó thành cái lỗ bé bé này rồi. Bây giờ chọc thêm một tí nữa. Khó phết đấy cái này. Nghịch tinh tinh tí xem nào, xem là các bạn ấy, bên ngoài người ta làm này ăn có ngon không. Một quả đấy nhá. Tí nó cho gia vị vào đây. Một quả nữa này. Đây là một quả rồi, được một quả rồi. Để đây đã. Thế không là cái kia đó. Hả? À, cái gì? Các bác nhìn bọn này nó xếp trứng này, đẹp chưa? Không cần sâu thì đâu. Tiến ơi, thì đến đi. 6 quả. Tiến ơi, lấy cái lọ muối đây Tiến. Đây. No. Thôi cái này à? Hả? Cho cát thế này, cẩn thận, tí nó ăn toàn cát đấy. Tay chúng mày đừng có cầm cát vào nhá. Bây giờ mình sẽ cho muối vào trong cái quả trứng này các bác nha. Xong mình lắc nó lên. Đây nha các bác nha, từ từ nhá. Muối này, tôi mang muối đi theo này. Thì muối trên bản thì cũng như tôi không cho hạt tiêu, không có hạt tiêu đâu, cho mắc khén vào thôi. Bạn phương Tây kia bạn ấy cho hạt tiêu, bạn ấy chắc không có mắc khén. Đây, của tao 2 quả đầu tiên, thằng Tùng 2 quả thứ hai. Ừ, của cháu đây, quả này. Thế của tao đâu? Của cháu, quả này của cháu. Ừ, mà quả này của tao đây. Của nào cũng được thôi mà, tí nữa ăn nướng thì không biết đâu, chúng mày dốt thế nhỉ. Quả này không có lỗ. Có, lấy cái que chọc ra. Cho mắc khén hạt. Cho gia vị vào trong này. Lấy một cái que nhỏ nhỏ về để mình chọc cái lỗ nó. Đây là muối với mắc khén với ớt đấy nha các bác nha. Không phải là không có ớt. Ớt thì cả quả đây. Muối mắc khén nhá, không phải là cát đâu nha. Cát ở dưới này thôi. Còn trên này là tôi cho mắc khén đấy. Cát. Đấy, lấy cái que này mềm mềm này, mình cứ nhét nó vào. Ôi mừng mừng. Tí một thôi nha. Không có nhiều ớt nhiều nó chảy đi hết. Bốc bốc kiểu này anh được thêm vào tiếng này. Bo là đấy, thằng Tiến làm giỏi phết đấy. Đấy nha, tôi cho xong hết rồi nha các bác nha. Thì các bác, tôi xem anh bạn kia thì anh bạn ấy làm như này này. Sau khi cho hết gia vị vào trong quả trứng như này, một cái lỗ nhỏ trên, thì mình lấy một ngón tay mình che kín thế này. Tiến nhìn thấy chưa? Lắc nhẹ nhẹ thôi, con nó vỡ đấy. Cáp bé câu rồi. Đấy, lắc nhẹ nhẹ thế này, đúng rồi. Cứ lắc đi, lắc lên, lắc xuống, cho cái gia vị của nó ngấm đều hết này. Lắc bơ lắc hạt bách cầu. Tùng biết lắc không đấy, mày lắc cẩn thận đi. Mày cứ nghịch tí nữa không có trứng ăn đâu. Tao không cho mày đâu đấy. Thật đấy, mày không chín Tiến nhờ mình của mình ăn hết nhỉ. Chứ nó chịu. Không phải xuống như một hũ. Cho nó chết đói luôn. Cháu ngấm rồi. Có một cách nữa dễ hơn để cho cái quả cái gia vị vào là các bác nắm tay thế này. Nắm thế này nha. Mình nắm tay như này. Xong bắt đầu mình lấy bốc một ít gia vị vào, mình cứ nhét dần vào là được ấy. Thằng Tiến làm như thế cũng nhanh hơn. Được chưa? Đủ chưa? Của Tiến đủ được. Gia vị chưa? Hai quả của tôi đây các bác nha. Để tôi đặt vào kia xong tí tôi quay cận cảnh cho các bác xem nhá. Các bác nhìn đống lửa đang cháy cực kỳ nóng luôn nhá. Không đặt vào trong lửa cháy đâu, đặt bên cạnh này. Đấy, nóng ác. Đừng làm đổ của tao đấy. À. Cháu xe chín xong. Đấy, cứ đặt bên cạnh thế thôi các bác. Quay vào thấp gần hơn tí nhá. Các bác đã thấy quả trứng chưa? Đấy, hôm trước mình đốt là mình cứ đốt cháy bùng bùng là cuối cùng là nó vỡ mất. Mình vừa làm quả trứng nó vỡ ra cái miệng này xong mình cho gia vị vào thì vừa trộn vào gia vị bên trong này. Thứ hai là quả trứng nó sẽ không vỡ được. Mình nướng nó không bị vỡ bục ra đâu. Bởi vì nó đã có lỗ ở trên rồi. Ơi. Bây giờ chơi thôi. Cứ để này xong chốc mình lại xoay một tí các bác là nó chín mà. Quay ra xa một tí nào, thằng Tiến đã làm xong chưa? Tiến xong chưa? Bốc hơi. Hả? Sao? Bốc hơi hả? Sang kiểm tra của thằng Tiến các bác nhá. Các bác ơi, quả của thằng Tiến bị điên rồi. Nhìn thế này. Không được ăn rồi. Yo này, quả thằng Tiến bị sao này? Mày cho gần quá Tiến ơi. Cho ra than ra, cho nóng quá. Bỏ ra, bỏ cái cây này ra. Mày cho gần thế. Quả của thằng Tiến đều thế. Này, nhìn này. Một cái lớp này. Ra hết rồi, của thằng Tiến này mày cho. Ủa, mà chúng tôi cũng ra rồi. Hả? Hai quả cũng ra.
Đâu? Yo, của mình ra hết rồi. Các bác có nhìn thấy quả trứng không? Nó phòi hết ra rồi này. Mình chắc là cho lửa nóng quá các bác ạ. Nó phải từ từ cơ. Ê, chán thế nhỉ. Nó phò ra một vật tí rồi. Chả biết. Cháu nhiều nhất phò ra. Hả? Của ông Tiến nó phò ra nhiều nhất mà. Nó cho cái... Bên này các bác nhìn quả của thằng Tiến này. Buồn cười chưa này? Của thằng Tiến thành cái mũ. À Tiến ơi, tí nữa nó chín mình lấy cái này ăn trước. Chú Tân ơi, cháy rồi bên này. Hả? Bên Tiến. Của ông Tiến sắp cháy. Ít nóng thế. Mình lấy cái này mình xoay. Xoay này. Ơ nổ đấy. Ao, nóng quá. Tiến sắp chín rồi. Rồi nó chạy. Yêu nóng đây. Cứ kệ nó đi. Cái gì? Một quả nguyên vẹn. Của thằng Tiến một quả nguyên vẹn các bác ạ, buồn cười. Cho mình cho nóng vào một phát à. Xoay của chú Tân đi. Nó phọt hết lên mà. Xoay của chú Tân đi, đang đen đen này. Cứ kệ nó không sao đâu. Nhưng bây giờ mình rốt quá các bác ạ, mình phải để xa một tí sao, bởi vì có cái khúc gỗ to này. Nó nhiệt nó rất là lớn. Nên ra cho phát trứng nó nóng nó đùn lên. Úi của thằng Tùng ra hết rồi Tùng ơi. Của tôi cũng ra gần hết rồi. Tiến ơi, tí nữa cái kia đầu cái chín thì mình lấy ăn trước nhỉ. Đợi một tí nữa các bác ạ, xem tình hình như nào. Nào, có ăn được không? Ê, nóng. Phải để cất cho nó một tí. Nguội nguội mới ăn. Được ấy. Nhìn nó cầm áo đâu. Cho bạn. Ôi nhìn cả chỗ này. Nhìn thằng này. Nhìn thằng này buồn cười quá. Để tao ăn cho. Quá chứ tay không có. Mày ăn cái đấy tao bụng đấy Tiến à. Người lớn ăn không bao đâu bụng đâu. Chạy. Chạy. Chạy rồi, sợ mình ăn mất. Khi nào ăn bảo chú nha, chú không ăn đâu. Mày cái nhát. Thế nào không cho nó bẩn. Đây này các bác này, thằng Tiến nó được mỗi quả của nó. Ui nóng thế. Nó còn cho gói vào áo này. Cái phần nó phòi lên thế này giờ chín rồi. Cái này mềm lắm. Cấu ăn đi. Cái này đợi tí nữa. Tiến là cấu ăn được rồi đây. Bẻ ra được thôi mà. Không nóng đâu. Không nóng đâu. Đây này bẻ thế này này. À, lấy con dao cắt, lấy con dao về đây tao cắt cho. Lấy con dao về đây, chú cắt cho xem nào. Lấy con dao cắt cái này ra nhá các bác nhá. Chín rồi, ngon chưa? Để cái này ra từ từ tiến từ từ. Đây này, thằng Tiến nó cứ gạc được một cái đầu phòi ra chín đây này. Thôi ăn đi. Xem có ăn xem nó có đủ gia vị không? Có ngấm được không? Nhạt à? Mặn gì á? Làm thế là chuẩn đấy các bác ạ. Mỗi tội là mình để lửa to quá. Đợi quả kia nhá, tí nữa cho quả này. Quả này chưa chín đâu, cho lại đi. Mang đi cho vào lại đi. Mình ra được tí. Đợi thằng này được ăn một tí rồi. Ra cho lại đi, xong rồi trông nó đợi nó chín rồi bắt đầu mới ăn. Ê, con đi gặp thế rồi. Con này chưa. Chú tới rồi 3 giờ rồi ấy nhỉ. Chú tới con lấy con này ra rồi không? À, một quả thôi, lấy một quả trước ta. Con ăn tùng. Nóng lắm. Quá rồi. À, nóng quá. Đợi một tí nữa. Bỏ tạm bên đây đã, cho nó nguội dần xong tí nữa mình bóc. Cho nốt cả quả này ra đi. Của mình chắc là 2 quả chín rồi chứ. Nóng thế này thì toát hết ra rồi. Bỏ vào đây. Yêu nhìn một cười chưa các bác. Trứng nướng này sành điệu nhất. Thằng Tiến lấy ra chưa? Tiến được 2 quả đẹp phết các bác ạ. Nó để phía ngoài ngon của mình rồi. Đây này, một quả này thơm lưng. Hai quả này thơm lưng rồi đấy, nó bảo thế. Ô, của thằng Tùng. Thằng Tùng có cũng cái được. Nắp này, Tân ơi. Của thằng Tùng lên đến đây này. Có cái nắp. Ô, nóng lắm, không cầm được, đợi một tí đã. Tao. Thơm. Ừ. Quả này cũng thơm nhỉ. Nhưng mà thơm quả thằng Tiến thơm hơn. Quả thằng Tiến nó vỡ.
3 quả để đây. Còn 3 quả nó trong lỗ. Thơm gia vị ở đây. Các bác nhìn quả của thằng Tiến này ngon phết rồi đây này. Rồi ăn lương. Ăn rồi à? Không có bình nên. Nè, xúc lạ. Chưa là cái lông đó. Xúc lọ. Không có máy là đè. Không có máy. Mẹ ăn cùng. Ơ, trong xốp thế nhỉ Tiến nhỉ? Trong nóng, xốp. Nóng à? Không. Ô, quần Tiến ngon thế. Thằng Tùng xem nào. Quần Tùng xem nào. Ô, chín rồi, của bọn này ngon thế nhỉ. Bóc của chết ăn đi. Của tao á, đợi tao quay mày đã. Xong tí tao bóc của tao, không có là không quay được cái cảnh mày bóc này đây. Nếu không là chú Tân sẽ thèm ấy. Đây này, các bác nhìn quả trứng nướng của thằng Tiến đây này. Hôm nay chúng tôi lắc nó vẫn chưa đều lắm. Thành ra là cái lòng trắng, lòng đỏ nó chưa tan hoàn toàn vào nhau. Gia vị thì nó vẫn còn đang mắc linh tinh ở trong này. Nhưng mà nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Này, Tiến này, ăn đi. Có Tùng đẹp thế. Có Tùng đẹp. Của Tùng á. Xem nào. Lòng đỏ luôn à, lòng đào à Tùng. Cháu không biết đâu. Cái này người ta gọi lòng đào ấy này, cái chỗ này này, cái chỗ nó đang vàng màu đậm, màu cam cam ấy. Sao đấy? Ngon. Ngon á? À? Tiến kim gì à? Xem nào, ăn thử xem phát biểu cảm nghĩ xem nào, đến lượt tao ăn của tao. Nó có mặn không? À có gia vị có ngấm không? Ngấm. Ngấm. Có thơm mì, không? Có mì hạt gì? Hạt mắc khén á? Ừ. Có mùi hạt mắc khén thì rõ ràng rồi. Nhưng mà ăn có xốp không? Có. Xốp à? Tại mình lắc lên mà nhỉ. Bây giờ bữa trưa còn ít thêm nhiều. Bọn trẻ con nó ăn xong rồi các bác. Ăn xong một quả thôi. Còn bây giờ tôi bóc quả của tôi. Của tôi nó nhẹ phùm phộp này là nó ra hết ngoài rồi. Của thằng Tiến ngon lắm. Của thằng Tùng cũng ngon. Của mình thì nó... À, bên trong vẫn còn Tiến ơi. Ê, của tao này. Mày nhìn đi Tiến ơi. Nó cháy cháy thế này này. Ăn... Nhưng mà ở trong này có nào nữa. Đây thế này. Trong chỗ này thì mềm như cái tí. Đâu. Trong còn đợi tí tao bóc cho mày xem. Các bác nhìn thế này. Nhìn xấu xấu bên ngoài vỏ thế mà bóc ra cũng được phết đấy các bác ạ. Nó chỉ chảy ra một tí ra ngoài vỏ thôi. Còn lại vẫn còn giữ nguyên được hình dạng quả trứng thế này. Thơm lắm. Trứng nướng này nó có cái vị thơm khác ấy. Không như trứng luộc đâu. Nói với các bác là ăn hết ngon luôn. Tiến hết chưa? Hết rồi. Hết rồi thì nhìn tao ăn. Tao không chia đâu. Nó có một quả nữa đấy, nó lừa mình. À ừ đúng rồi, thằng Tiến có một quả. Thế mà. Thằng Tiến có một quả giấu ở trong áo. Này gia vị này các bác này. Cái chỗ này là gia vị nhá, không phải cát nữa nhá, cát ở dưới cơ. Quả này nó bị xốp thế này cơ mà. Nó bóng nào. Nướng này ngon lắm các bác. Nó vỏ ngoài nó cháy cháy một tí nó dai dai ăn ngon lắm. Đây, hoàn chỉnh chưa các bác? Thế là thành công ấy chứ nhỉ Tiến nhỉ? Được đấy. Tùng thèm lắm rồi đấy, hay nhìn hai thằng mình ăn rồi. Hết chỉ mày chịu thiệt thôi. Rồi nữa. Này, hôm nào mình làm cái này tiếp. Nhưng mà mang nhiều trứng một tí. Đó là đi bắt cá ấy. Đi quà nhốt của tao. Mày láo định bảo nhau lấy à? Mình phát hiện ra ngay các bạn, bọn này buồn láo lắm. Thấy chưa? Mình có một quả mà. Hôm nọ chú cháu tôi nướng thì bây giờ thằng Tùng thích ăn kiểu này thì ăn kiểu kia. Ăn kiểu này. Ăn kiểu này, thằng Tiến ăn kiểu này có được không? Ngon. Chiều về nhà vào chuồng gà xem có quả nào, móc nốt tối tao mày đi nướng. Có đâu. Không có thì móc con gà đi. Có 8 con gà. Ăn nhót các bác nha, nhót chua ăn với trứng thôi này, thằng ăn thì tao không ăn nhót đâu. Mày chậm thế nó ăn rồi. Nhót còn đầy mà các bác đây này. Còn một bọc nhót thế này nhưng mà quả xanh, quả ương, nó chua. Cảm ơn các bác nha, buổi hôm nay vui quá, chú cháu tôi đi chơi thực sự hôm nay rất vui đấy. Bởi vì là lúc đầu thì cứ nghĩ rằng là à.
Lúc đầu thì cứ tao chọc vào mồm mày. Lúc đầu thì cứ nghĩ rằng là không được ăn rồi, nó phụt hết ra mà khủng khiếp. Không ngờ về sau lại được ăn. Thôi nghỉ một tí xong về, có đi ăn nhót không nhỉ? Đi lấy nhót về nhà đi. Lấy nhót về nhà tiếp à? Bọn này đi lấy nhót tiếp các bác ạ. Trên này có cái nhót to mà. Cảm ơn các bác nhá. Cái này mồm mình kiến thế này. Tu nhỉ. Cá nè. Cốc đầu nè. Bay đi. Đang ngon. Cầm cái ống này về đi. Ờ, có một chỗ ăn đồ. Và trước khi về các bác nhớ đừng quên là tắt lửa bếp nhá. Tắt lửa chỗ chúng ta đun đấy. Phải lấy nước té cho nó ướt hết đi. Xong bắt đầu mới được về nhá. Đi đâu cũng thế thôi, vào rừng hay đi đâu đó cũng phải lấy nước té cho nó cháy cái lửa mình đốt ấy, cháy hết đi. Tùng cho nước vào đi. Kể cả vào giữa bãi suối cũng vẫn phải làm đấy các bác ạ. Ngon thế. Rồi, xong rồi, chuẩn bị đi về. Hôm nào mình mang phải mỗi thằng phải 5 quả nhỉ. Mỗi thằng 5 quả mới ngon được. Mới đủ ăn. 5 quả trứng tiếp theo các bác nhá. Mỗi thằng 5 quả. Về thôi.